kinh văn thử danh nhật nguyệt bạc thực tinh khí kim ngọc chi thảo lân phượng quy hạc kinh thiên vạn niên bất tử vi linh xuất sanh quốc độ niên lão thành ma não loạn thị nhân hiếm túc tâm sanh khứ bỉ nhân thể đệ tử dữ sư đa hãm vương nạn việt dịch đây là tinh khí do nhật thực nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc các loại nấm quý hiếm kỳ lân phụng hoàng rùa hạc tinh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn hàng vạn năm không chết rốt cuộc thành tinh linh sinh ra nơi cõi nước này tuổi già thành ma phá rối người tu hành đến khi chán rồi không gá vào người nữa cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật giảng. Đây là tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụ hoàng, rùa hạc. Đây là loại quỷ gì? Đây là những giống quỷ được tạo nên từ tinh khí do nhật thực, nguyệt thực khi có sự giao hòa giữa mặt trăng mặt trời đó gọi là hiện tượng nhật thực nguyệt thực có luồng tinh khí tỏa khắp mặt đất tụ vào các loại vàng ngọc và một vài loại nấm quý hiếm loại kỳ lân phụng hoàng rùa hạc tinh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn hàng vạn năm không chết rốt cuộc thành tinh linh sinh ra nơi cõi nước này tuổi già thành quỷ nó phá rối người tu hành người đang tu tập tránh định nhưng cuối cùng đến khi chán rồi không gá vào người nữa, nó chấm dứt không gá vào người nữa. Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật, nó sẽ bị pháp luật truy tố. Kinh văn Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi, mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. Việc dịch các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián rằng các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi của ma vương nếu các ông mê lầm không biết nếu các ông không giác ngộ lẽ này sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián